tài khoản của bạn đã hết tiền. Bạn đã thấy anh thanh niên trong câu chuyện kể trên vất vả như thế nào khi tài khoản trong thuê bao di động trả trước mà anh ta đang sử dụng hết tiền. Căng thẳng, vội vã tìm mọi cách luồn lách ra khỏi đám đông chỉ để mua được dãy mã số nạp thẻ loằng ngoằng. Tại sao chúng ta lại phải đặt ra những tình huống như vậy? Bởi mọi khó khăn, mọi vất vả phiền phức mà anh thanh niên trong câu chuyện kể trên gặp phải đều xuất phát từ một nguyên nhân, đó là thói quen tiêu dùng bằng tiền mặt. Nhưng trong ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một hình thức thanh toán kiểu mới. Có thể bạn đã từng nghe đến phương thức thanh toán này, nhưng cũng có thể là chưa. Vậy thì hãy nán lại bên màn hình để cùng chờ đợi xem chúng tôi đang muốn nói tới phương thức gì. VN Top Up là dịch vụ thanh toán qua điện thoại di động do Ngân hàng Công thương Việt Nam Vietinbank, Công ty Dịch vụ Viễn thông Vinaphone và Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam VNPay cung cấp. Hiểu một cách đơn giản thì VN Top Up là dịch vụ nạp tiền trực tiếp vào tài khoản trả trước mà không cần mã thẻ, thông qua tin nhắn SMS. Mô hình này cho phép kết nối tài khoản cá nhân tại ngân hàng với tài khoản trả trước của khách hàng trên mạng điện thoại di động. Có nghĩa là từ nay, các thuê bao mạng di động Vinaphone có thể gửi tin nhắn yêu cầu nạp tiền tự động vào tài khoản trả trước của mình hoặc của người thân. Số tiền khách hàng nạp sẽ được trừ trực tiếp vào tài khoản tại ngân hàng. Nếu bạn là thuê bao trả trước của Vinaphone và có tài khoản tại Ngân hàng Công thương Việt Nam, chỉ cần soạn tin NAP, dấu cách, mã sản phẩm, mật khẩu và gửi về tổng đài 8049, điện thoại của bạn sẽ được nạp tiền mọi lúc mọi nơi. Trước đây với cách thức nạp tiền truyền thống, khách hàng luôn bị giới hạn bởi các điểm cung cấp dịch vụ và họ buộc phải đến các địa điểm này mỗi khi cần nạp tiền, gây nhiều sự phiền toái và bất tiện. Nhưng theo nhà cung cấp, với việc cung cấp VN Top Up trong suốt 24 giờ trên ngày và 7 ngày trên tuần, các giao dịch sẽ được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả và giảm thiểu mọi phiền phức khi nạp thẻ của người tiêu dùng. Đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, VN Top Up giúp giảm thiểu chi phí phát hành và phân phối thẻ, đồng thời tận dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng và nhiều kênh phân phối để khách hàng lựa chọn. Ngoài ra, việc nạp thẻ không dùng tiền mặt sẽ giúp tránh các rủi ro như tiền giả hay mất tiền. Một điều chắc chắn, VN Top Up sẽ đem lại nhiều tiện ích và thu hút lượng khách hàng ngày càng đông hơn. Đối với các ngân hàng khi tham gia kết nối để cung cấp dịch vụ VN Top Up sẽ được thu phí từ việc xử lý giao dịch. Không chỉ thế, với VN Top Up, ngân hàng còn tạo thu hút mở tài khoản và gia tăng nguồn huy động vốn. Như vậy, rõ ràng VN Top Up có khá nhiều ưu điểm. Tuy nhiên, một vấn đề mà nhiều người tiêu dùng quan tâm đó là khả năng an toàn khi thực hiện giao dịch qua tin nhắn SMS. Với phương thức bảo mật tiên tiến kết hợp cùng những chính sách quản lý chặt chẽ, khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm với các giao dịch của mình. Trên thế giới, thanh toán điện tử đang trở thành một hình thức thanh toán tiện dụng và phổ thông với nhiều người. Ở Việt Nam, mặc dù thanh toán điện tử chưa thực sự phát triển rộng rãi, nhưng đây là một vấn đề đang được chính phủ cũng như dư luận rất quan tâm. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị 20 CTTTG về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Ngay sau khi chỉ thị được ban hành, đã có nhiều người sớm nghĩ tới việc không chỉ nhận lương qua tài khoản mà còn thực hiện các giao dịch, các thanh toán chỉ bằng một vài thao tác đơn giản. Và VN Top Up xuất hiện như một trong những mô hình khởi đầu cho phong cách tiêu dùng mới, phong cách của những công dân điện tử.